Mạng xã hội tràn ngập các ý kiến của nhiều người Việt chất vấn về vai trò và trách nhiệm của công an đối với việc bảo vệ trật tự trị an sau vụ hai hiệp sĩ đường phố bị các kẻ cướp giết chết hồi đêm 13 tháng 5 ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo video trên YouTube của truyền hình Công an Nhân dân, vụ việc đã xảy ra tại quận 3 khi một nhóm người tình nguyện chống trộm cướp, thường được gọi là các hiệp sĩ, ra tay ngăn chặn một nhóm tội phạm ăn trộm một xe gắn máy đắt tiền. Báo chí Việt Nam nói ít nhất 4 nghi phạm đã chống lại 5 hiệp sĩ, đâm chết 2 hiệp sĩ và một người dân khác. Từ thành phố Hồ Chí Minh, một thành viên trực số điện thoại nóng của nhóm hiệp sĩ, anh Hồ Tuấn Sang, 32 tuổi, nói với VA rằng tinh thần của nhóm vẫn giữ vững và tiếp tục bảo vệ người dân. Trong thời gian tới anh em phải có những biện pháp để tự bảo vệ cho mình an toàn hơn. Không có vì thế mà anh em phải sợ hay là bị trùn bước trước những cái khó khăn vừa rồi. Cựu tù nhân lương tâm Lê Công Định qua trang Facebook cá nhân gọi các hiệp sĩ là những người không nhận một xu nào từ tiền thuế của dân, lại đánh đổi mạng sống và rủi ro cho gia đình mình vì trật tự xã hội và cuộc sống yên bình của nhân dân. Ông nêu lên hình ảnh tương phản là lực lượng mà ông gọi là hùng hậu, ngốn thuế mỗi ngày, lại chỉ biết ung dung điều tra sau khi có kẻ chết thay cho mình. Ông Định, hiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh, buông lời cảm thán rằng một lực lượng vũ trang đến tận răng, ăn đến ngập mặt như thế, chỉ có thể gọi là ăn hại. Một nhà hoạt động vì dân chủ khác, ông Huỳnh Ngọc Chênh, người từng sống ở thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều năm, đưa ra ý kiến vắn tắt. Khi đi trấn áp người yêu nước, thì lực lượng dân phòng, thanh niên xung phong, an ninh chìm, cảnh sát 113, công an vòng trong vòng ngoài đông như quân nguyên. Tin tức sau đó cho biết thêm, vụ án xảy ra chỉ vài chục mét cách một chốt gác của công an phường 10. Nhưng khi người dân đến cầu cứu, những viên công an tại chốt đó đã từ chối giúp đỡ với lý do vụ án xảy ra ở phường khác.